Sáng nay, cùng với thí sinh trong cả nước, học sinh lớp 12 của 28 trường trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do của tỉnh Bình Thuận chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về không khí ngày thi đầu tiên tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh. Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu là điểm thi tốt nghiệp có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất tỉnh Bình Thuận với 1.076 em. Đây là kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học phổ thông, vì vậy các em đã chuẩn bị khá kỹ về cả kiến thức tâm lý trước khi làm bài thi đầu tiên môn ngữ văn vào sáng nay. Trước khi đi thi, các em đã nhận được sự khích lệ động viên từ thầy cô gia đình. Chuẩn bị một cái kiến thức vững và ngay cả một cái tâm lý vững để khi vào phòng thi mình có thể làm thực hiện được tốt những cái bài thi của mình. Cũng phải giữ một tâm thế là tinh thần phải là sảng khoái và tốt nhất có thể. Tại các điểm thi khác, thí sinh cũng có mặt sớm để bước vào kỳ thi. Các thí sinh đều đặt quyết tâm làm bài thi đạt kết quả cao nhất để có thể đậu tốt nghiệp và xét tuyển nguyện vọng vào trường đại học cao đẳng theo đăng ký. Em chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để cố gắng hoàn thành bài thi tốt nhất có thể. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Tại tỉnh Bình Thuận, hơn 12.900 thí sinh của 28 trường trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, thí sinh tự do đăng ký dự thi. Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi và 27 điểm thi đặt tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó có điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Phú Quý. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, cử nhân sự hơn 2.100 người, gồm cán bộ giáo viên của ngành giáo dục và cán bộ nhân viên ngành y tế, công an, điện lực để tham gia vào các khâu của kỳ thi. Trong sáng nay, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận. Chiều nay và ngày mai, thí sinh làm bài thi môn toán, ngoại ngữ và bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội theo đăng ký ban đầu.